Hôm nay mới nhận được con iPhone X nha anh em. Mà thay màn ha. Thay màn iPhone X. Cái này xài mấy là mình bán ra luôn nè, cho anh bạn gần nhà. Nhưng mà anh đi xài, anh làm bên cửa sắt á, anh cắn trong túi này, em thấy một đường bề không đó. Anh bỏ được túi á, xong anh bưng cái ca sắt lên, anh cơ vô cái túi quần thì nó sẽ bị một cái đường kẽ ngang này, nó bị nứt, anh em thấy rõ ràng đúng không? Nên mình khuyên anh em á, điện thoại thì anh em nên khiêng vật nặng á, nên là cái thứ nhất là úp cái điện thoại này cho vào túi mình nha, cho vào túi. Cái thứ hai là không có kê đồ lên cái điện thoại mình, tự nó tức anh em, nó cắn nó sẽ bể ha, nó chỉ qua một tấm kính thôi. Và cái màng bên trong này anh em biết rồi, nó cực là mỏng nha, nó cực là mỏng. Đây, nó như thế này thì anh em nghĩ làm sao mà nó chịu nổi được đó, nó rất là mỏng, mỏng manh này đó, nên nó chấn động nó sẽ bể nha. Mình khuyến cáo anh em xài cẩn thận ha. Nên bây giờ thì mình tiến hành mình thay cái màn hình này ha. Màn hình này gần 2 triệu nha. Nói chung xích xót 2 triệu nha anh em. Đó là màn hình linh kiện loại tốt á, chưa phải là màn hình riêng nha anh em. Thì giá nó đã có đấy rồi, nên anh em xài đã cẩn thận ha. Nó rất là tốn tiền, phí tiền của anh em. Nên là mình xài mình bảo quản ha. Máy này thay màn hình thì cũng cực dễ. Anh em nếu mà thay tại nhà thì vẫn được ha. Còn anh em có nhu cầu thì cứ thẳng cho tìm mình thì mình thay cho anh em. Giá mềm thôi. Màn hình này nếu mà ra tiền thì tùy theo màn hình, người ta sẽ báo giá từ 3 triệu đổ lại nha. Hai con ốc rất là dài nha. Và cái này anh em tiến hành tháo kể cái phần mềm nó lên nè. Ngay đây mình sẽ tiến hành lấy cái dòng làm mới kể được. Kiếm một cái vật mỏng như này anh em. Đây là cái cây tách màn hình nha, chuyên tách màn hình. Anh em cho vô cái kia này ha, nảy lên nha. Cái màn này nó bê rồi nên lần này mình cũng mạnh tay với anh em, mà cái màn mà tháo ra ép kính á, tháo rất là cẩn thận nha, cho thôi nó bê quá. Cái phôi này mỏng ghê lắm, nó mỏng hơn mấy cái phôi của mấy Samsung Oppo luôn, nên rất là dễ bê. Dùng một con vít nha anh em, mà cái này là vít dạng tam giác nha, nó mới dạng được mình những con ốc đặc biệt của cái dòng iPhone X nha. Anh em mà dùng một cái vít thường không dùng được đâu. Tháo mấy cái nắp này. Cho qua một bên. Đây là cái màn hình GX nha anh em. Màn hình GX ha, linh kiện thôi nhưng mà loại tốt nhất hiện nay trên thị trường. Màn OLED nha, chứ không phải màn LCD. Đây là dòng OLED mà tốt nhất, dòng GX nha, anh em để ý ha. Cái màn này thay gần 2 triệu nha anh em. Anh em nào thích có nhu cầu thay thì cứ gọi điện cho mình nha. 0355 356 356 nha. Sẽ báo giá cụ thể cho anh em. Rồi thì tiến hành tháo cái bộ lo dưới đây nick phía trên đó nha, tháo ra mình gắn vào cái màn mới ha. Anh em nào ở nhà thay không được là tốt nhất là đỡ tiệm nha, chứ nhà mua về rồi nó rỉ hơn được có 100-200 ngàn mà không cẩn thận là nó hư màn nha anh em. Còn nóng để cho nó những cái tiếp xúc nó hở ra rồi anh em tháo rất là dễ nha. Còn anh em để im là nó rất là khó thay. Rồi ok nha. Đây là cái guarantee này. Cẩn thận ha, mình lột nó ra là mất bảo hành. Mình sẽ gắn vào luôn và test. Ngon lành thì mình lột guarantee. Đó là guarantee bảo hành từ chỗ bán màn hình cho mình hả anh em. Đó, gắn cẩn thận lại đúng không? Rồi anh em backup lại ha. Làm rất là bình tĩnh, từ từ thôi, cái này không có gì phải nhanh. Nhanh chóng này rất là nguy hiểm. Đó, anh em cứ dàn ốc thôi, từ từ. Vít này nó không 500 mấy.
kia. Rồi tiến hành mình test thử nha anh em. Test thử thì nó có ok không nha. Tiến hành gắn mấy cái socket vào. Đây. Rồi, xong xuôi mấy socket này anh em gắn mấy socket pin nha. Rồi, mở nguồn thử coi. Test đàng hoàng hết rồi mới gắn kỹ màng vào. Hết pin anh em. Giờ mình sạc pin tí nha. Lên nha anh em. Do khách nó bấm dữ quá bị vô hiệu hóa luôn rồi. Mình chỉ thử khẩn cấp thôi nha. Rồi màn hiển thị rất sắc nét nha anh em. Đẹp ha. Đó, sắc nét đẹp keo luôn. Rồi tiến hành lắp cho nha anh em. Tắt nguồn cho nó an toàn. Bắt socket lại nha anh em. Bắt cái miếng chì lại ha. Ok nha anh em. Rồi. Chuẩn ha. Mình sẽ làm ráp lại cái nắp này. Chú ý socket sâu nha anh em. Nó hay bị đứt cái chỗ này. Đó anh em. Cẩn thận nha. Canh đều bốn góc. Tắt ốc vào. Test lại nha anh em. Rồi ngon lành nha. Anh em nào có nhu cầu thay màn hình iPhone X, alo thẳng cho mình nha. 0355 356 356 báo giá cho anh em nha. Đó, cái này thì chủ nhân sẽ mở khóa. Ok. Rồi, xin chào anh em nha.